Cô xin chào các em. Video này chúng ta sẽ cùng học 30 từ động từ bất quy tắc cơ bản mà bất kỳ các bạn nào cũng phải thuộc để tham gia các cả kỳ thi từ lớp 6 cho đến lớp 12. Thì có hơn 100 từ lận, nhưng mà chúng ta ở đây chúng ta chỉ học 30 từ cơ bản trước, thường hay xuất hiện trong các đề thi trước. Rồi sau đó cô sẽ làm những cái video bổ sung sau nha. Phương pháp học là như thế này. Cô sẽ đọc mỗi từ, tức là cô đọc luôn một hàng như vậy để cho các em nhớ được vớp 1, vớp 2. À, hôm trước có một bạn hỏi cô vớp 1 là gì, vớp 2 là gì, và vớp 3 là gì. Thì mình có ở vớp 1 và vớp 0, có nghĩa là vớp nguyên mẫu của cái động từ đó, chưa thay đổi gì cả, được không? Còn người ta thường ở ngoài miền Bắc thì thường hay dạy các em là vớp 0. Còn cô thì cô dạy thường dạy là vớp 1. Cho nên vớp 0, vớp 1 thì cũng là cái cột đầu tiên, được không? Tại vì vớp 1 đến vớp 2 và vớp 3 cho dễ. Rồi, vớp 1, vớp 0 là vớp nguyên mẫu, vớp 2 là ở thì quá khứ đơn, vớp 3 là quá khứ phân từ, có nghĩa là chúng ta dùng ở trong câu bị động nè, dùng ở hiện tại hoàn thành nè. Đó, được chưa? Còn quá khứ đơn thì chúng ta dùng trong thì quá khứ đơn. Còn vớp nguyên mẫu thì chúng ta dùng ở thì hiện tại và sau to này nọ. Bây giờ chúng ta sẽ, cô sẽ đọc nha. Phương pháp học thì các em nghe cô đọc mỗi từ, mỗi hàng như này là 3 lần. Cô đọc 5 từ, cô sẽ dừng lại. Cái này không phải là 5 từ mà là 7 từ này thì nó nằm trong một nhóm. Rồi những cái từ nào nằm trong một nhóm, tức là nó có một cái cách nhớ. Ví dụ như từ đầu tiên này, see, thì từ thứ hai là cách đọc giống nhau, set. Này là file, file, các em hay đọc theo tiếng Việt á. Think, talk, được không? Buy, bot. Các em hay đọc như vậy. Thì bây giờ cô sẽ đọc có cả âm đuôi, tức là ending sound luôn nha. Cô đọc rõ cho các em luôn để thuận tiện cho các em làm thêm cái phần phát âm nữa, được không? Đọc đúng chứ không có đọc theo tiếng Việt nha. Rồi, các em sẽ mở đi mở lại để nghe, nghe cho đến khi nào thuộc nha. Say, set, nói. Say, set, nói. Say, set, nói. Fight, fault, thấy. Fight, fault, thấy. Fight, fault, thấy. Think, thought, nghĩ. Think, thought, nghĩ. Think, thought, nghĩ. Buy, bought, mua. Buy, bought, mua. Buy, bought, mua. Bring, brought, mang lại. Bring, brought, mang lại. Bring, brought, mang lại. Tell, told, nói. Tell, told, nói. Tell, told, nói. Make, made, làm. Make, made, làm. Make, made, làm. Như vậy là chúng ta xong 7 từ đầu tiên. Từ phía trước thì hai từ phía sau nó giống cách đọc với nhau. Các em thấy đọc không? Tell, told, make, made. Bây giờ chúng ta qua tiếp. Từ 8 đến 14 là cũng tương tự các em ha. Rồi. Build, xây dựng. Các em phải nhớ mặt chữ nha, vì cái không nhớ mặt chữ là các em không có làm bài được đâu. Vậy cái này không phải quan trọng đọc đúng mà là phải viết đúng. Build, xây dựng. Từ này hát rất hay ra thi nè em. Build, xây dựng. Từ này nữa. Meet, gặp gỡ, đáp ứng. Meet, gặp gỡ, đáp ứng. Meet, gặp gỡ, đáp ứng. Sent, gửi. Sent, gửi. Sent,
sent, gửi. Spent, chi tiêu. Spent, chi tiêu. Spent, chi tiêu. Sold, bán. Sold, bán. Sold, bán. Won, thắng. Won, thắng. Catch, caught, bắt. Catch, caught, bắt. Catch, caught, bắt. Chúng ta qua tiếp cái câu 15 đến 20 em. Grown, phát triển. Grown, phát triển. Grown, phát triển. Eaten, ăn. Eaten, ăn. Eaten, ăn. Seen, thấy. Seen, thấy. Seen, thấy. Taken, có. Hoặc là dẫn ai đó đi đâu nha. Từ thấy này thì có nhiều nghĩa, nhưng mà em cứ nhớ là take, took, taken là được. Take, took, taken, có. Write, wrote, written. Từ này các em đọc sai rất là nhiều, các em hay đọc là write gì đó. Write, wrote, written. Và hai chữ T các em ha. Viết. Write, wrote, written. Viết. Give, given, cho. Give, given, cho. Give, given, cho. Chúng ta qua tiếp từ 21 đến 26 các em. Go, went, gone, đi. Go, went, gone, đi. Do, did. Đường này rất hay gặp nè em, tại vì nó làm trợ động từ trong câu á. Do, did, done, làm. Do, did, done, làm. Be, was, were. Was này là dùng cho danh từ số ít, này là cho danh từ số nhiều. Be, was, were, been. À, cái này thì thường là thì là được vậy đó. Be, was, were, been thì là đi. Know, knew, known, biết. Know, knew, known, biết. Know, knew, known, biết. Get, got, gotten, nhận. Các em cái đọc gotten cũng được. Get, got, gotten, nhận. Get, got, gotten, nhận. Tại vì cô đọc lúc tiếng Việt, lúc tiếng Anh á, cho nên nhiều khi á, nhắm mắt luôn cái ending sound luôn em. Hoặc là có thể cô sẽ đọc cái từ, ví dụ như từ đi hồi nãy cô đọc là chi, đúng không? Nó hay bị nhầm em. Speak, spoke, spoken, nói. Speak, spoke, spoken, nói. Speak, spoken, spoke, spoken, nói. Qua tiếp từ 27 đến 30 em ha. Become, became, became, từ này rất hay thay em. Become, became, become, trở thành. Thì cái này thì nó thành gì em? Nó quay lại giống verb 1 nè, đúng không? Verb 3 của nó giống verb 1 nè. À, become, became, become, trở thành. Come, came, come, đến. Come, came, come, đến. Come, came, come, đến. Cut, cut, cut là cắt. Ba từ này là giống nhau. Cut, 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 cắt. Cut, 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 cắt. Các em hay đọc là cut, cut, cut. Read, read, read. À, thường thì người ta sẽ đọc là read, 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 đọc. Còn đối với tiếng Mỹ thì từ này là read luôn nè em. Nó đọc là read, 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 đọc. Còn mình nào là read, 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 đọc. Các em đọc sao không được Mỹ xong, các em ghi đúng là được rồi. Ok. Như vậy thì chúng ta xong 30 từ, các em cố gắng ôn tập. Vì 30 từ này rất là hay ra thi các em nha. Cô sẽ để cái file này phía dưới luôn. Các em viết ra hoặc là các em in ra như thế nào cũng được, miễn sao mà các em thuộc cái bài này là được. Cô chào tạm biệt các em.